Xin chào anh em, mình đang đứng ở máy cục trục cầu 800 tấn nhá. Và mình đang chuẩn bị lắp đặt trục cầu này để cho nó lên đứng thẳng để có thể câu được mấy cái đối trọng này. Mấy cái đối trọng này phải có trục cầu 800 tấn này với lắp đặt được, lắp đặt lên trục này. Đây là máy móc rất là hiện đại.